xin chào tất cả anh em. Rendon cầm Malok lên full dam, 3 nhanh, 4 nhanh hay là 6 nhanh thì cũng chỉ là chuyện hết sức bình thường mà thôi. Nhưng mà trong giải đấu, chơi Malok lên dam ngay từ đầu, ghê không anh em? Quá ghê luôn. Vậy thì oánh ra sao với Malok lên rất là nhiều dam khi đối đầu một đội hình kẻ địch cực kỳ nhiều sát thương? Hãy cùng TNG tìm hiểu thao tay của Sơn Tông Khoang anh nhé. Vào việc thôi. Sẽ ra sao khi một Malok lên full dam trong giải đấu? Đầu tiên ấy là Khoa và thành viên khác trong đội, kể cả là Bâng nha anh em nhá, hay có thói quen là chỉ lên cái đôi giày thật là sớm và chạy ra đường thật là nhanh, tối ưu cái tốc độ, sau đấy là bán đồ. Đúng vậy, các bạn nhớ nhá, trước 15 giây hay bán sớm đi, không là game nó lâu lâu hay bị sự cố là 16, 17 giây là toang đây anh em ạ, kiểu là bán nhưng lại không được vàng, thế mới chết dở. Góc trái mình của anh em là trang bị và bảng ngọc ở giai đoạn cuối game mà Khoa lên cho con Malok này. Bởi vì ở giai đoạn đầu nhá, là Khoa lên cho mình đó chính là cái hỏa hệ cơ, sau đấy là đến về giai đoạn cuối đó, khi mà tiên địch có quá trời đam rồi ấy, thì anh chàng này phải đổi ra cái đó chính là cái thổ hệ, nếu thì đủ trâu và băng xả hơn. Chứ không anh em lại bảo, ui tại sao lên full dam mà lại lên thổ hệ là sao? Cứ từ từ anh em ơi, lại cướp anh em ạ. Bên Heavy họ lựa chọn cho mình đó chính là cái combo Cafedi và Helen. Đó là một cái combo ép cực kỳ đáng sợ nhá. Một câu hỏi QA đầu tiên trong thời gian chúng ta xem góc nhìn của Khoa. VS về đất game thì mình chơi như thế nào để tự nhất? Theo trải nghiệm game nhá, trải nghiệm game đã làm rất là nhiều về video VS rồi, bạn có thể coi lại. Thì tất cả trận đấu đó TNG đều end game rất là nhanh, đều là hơn khoảng 10 hoặc là 12 phút ấy thì end game rồi. Nhưng mà nếu mà bị kéo vào led ấy thì các bạn sẽ ưu tiên đi thật là nhiều với đồng đội để thể ép trụ và băng xả, thay vì chúng ta đi lẻ hay để lẻ so với các chất tướng khác. Chơi Malok bây giờ ấy, các bạn phải tận dụng chiêu 2 để lấy cái nội tại, sau đó các bạn mới chém chiêu 1 để tối ưu cái lượng dam. Anh em mà chơi đâu kiểu gọi là cái kiểu hồi xưa đó thì sẽ không hiệu quả. Khoa luôn sử dụng chiêu 2 của mình và kể cả là chiêu 1 để check ở các vị trí bụi nguy hiểm. Các bạn nhớ nhá, bởi vì chiêu 1 và chiêu 2 của anh em ấy, nếu mà check thấy kẻ địch, các bạn lập tức có nội tại rồi đúng không nào? Ra tuyệt vời. Ui, một cú bắn rất là hay của Red kết hợp nha. Nhưng mà đương nhiên rồi, làm gì dễ ăn thế đúng không ạ? Bởi vì đó chính là Helen. Helen và Cafedi không dễ ăn một chút nào. Câu hỏi QA tiếp theo. Ép và mọi người cho em hỏi là em nên mua Murad, Aeron hay Volcat để đeo rank đây? Em ở rank kim cương và đường nào em cũng đi được. TNG khuyên bạn là các bạn chỉ nên đánh một vị trí chính và vị trí phụ còn lại là trợ thủ thôi, thì sẽ đeo rank dễ dàng hơn. Mặc dù là biết đi nhiều vị trí ấy, với bạn là Hacker Pro này ấy, là một cái lợi thế. Còn về vấn đề chọn tướng, theo TNG ba con này ấy, thì chúng ta chọn Murad vui hơn. Nhưng mà biết là bạn cần thích cầm đi top hay đi rừng ạ. Bởi vì ở TNG có rất nhiều lựa chọn và gợi ý nó hợp với bậc rank kim cương và tinh anh này hơn. Trải game từng làm một clip đó chính là các vị tướng đừng chơi ở bậc rank tinh anh kim cương này. Tức là TNG gợi ý các vị tướng tuyệt vời nhất cho anh em. Ui, đông đông đông, ui, chém đau thế. Ui, 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 chết có một pha tốc biến hay. Nhưng mà làm sao mà tránh được cái tầm của con Malok ở đây. Một Malok tốc biến chém quá là phụ anh em ơi. Anh em bây giờ đeo rank cao thủ hay là rank chiến tướng hay là đeo đỉnh cao ấy, các bạn sẽ hay gặp combo chính là cái con Cafedi và Helen. Đó là một combo ép đường rất là đáng sợ nha anh em nhá. Nên nếu mà các bạn ghét ấy, thì nên cấm một trong hai con đó đi. Thì đa phần là thích cấm con kiểu Helen hơn đúng không ạ? Bởi vì con tướng đấy ấy, nó búp, nó quá ư là khó chịu luôn. Ad ơi, em đang đeo rank cao thủ, muốn lên chiến tướng thì nên chơi Aoi hay là Quillen? Aoi nhá, nhưng mà con Aoi ấy, thì các bạn phải end game sớm một chút. Bởi vì kéo về led ấy, dù bạn xanh như nào ấy thì cơ hội bị toang rất là cao. Đấy, thế là một chết dở cơ chứ. Anh em biết lý do tại sao Khoa đang lựa chọn cho mình đó là cái liệt hỏa cái gì nguyên cái gì quyền cuối mới rồi. Đấy, sau đấy anh chàng lại đổi lại nè. Đó, đó là cách để có thể tận dụng được, nói chung là vừa được cái đồ trợ thủ kích hoạt nè, lại vừa có thể tận dụng được đó chính là cái búp giáp và giáp phép khi bạn dùng đồ kích hoạt xong. Tức là sẽ tối ưu được rất là nhiều cái nội tại. Và đây chính là cách thức vì sao mà Malok và rất là nhiều vị tướng khác, tất cả mọi tướng trợ thủ nhá, đều có thể vừa sử dụng đồ kích hoạt lại có thể sử dụng thuật nhâm thạch. Tức là sử dụng đồ kích hoạt xong ấy là bấm cái đồ trợ thủ cuối cùng. TNG quên tên rồi, sorry anh em, bởi vì TNG có cái tật đó chính là không bao giờ là nhớ cái tên đồ, trừ một số cái đồ nó gọi là quá hot thôi. Nên TNG chỉ có thể nói là cái đồ cuối cùng của nó ấy.
Nói chung là thôi kệ đi, đầu cuối anh em vào game đặc nhá. Anh TNG ơi, làm gì khi mà xạ thủ và trợ thủ không lên đồ phụ trợ? Em đi 10 trận mà 8 trận gặp trợ thủ thế. Trợ thủ này là trợ thủ quá tệ luôn nha, đúng không ạ? Còn nếu mà trợ thủ không lên đồ trợ thủ ấy thì thôi anh em ạ, cứ đánh đi. Không thua được đâu, thật. Không thua được đâu. Chỉ là ở đoạn đầu của anh em khó chơi một chút mà thôi. Một pha thủ trụ khá là tối ưu của Khoa. Bởi vì có Zero chơi Senia bảo kê rồi anh em ạ. Thành ra Khoa cũng đánh nó hổ báo và an toàn hơn. Anh em thấy đây, bị ép rất là nhiều từ mấy thể loại như kiểu Lorion và Cavani. Mấy cái thằng này nó ép khỏe lắm anh em ạ. Và đương nhiên rồi, băng xả rất là khó chịu từ Aoi, không phải dạng vừa đâu. Mặc dù anh chàng Khoa này chém cũng rất là đau đấy. Anh em biết tại sao Khoa trong trận đấu này dám tự tin lên rất là nhiều đam không? Bởi vì có Senia nha anh em nhá, có Senia. Senia chủ yếu là sẽ theo Khoa để băng xả vào nhiều hơn sau việc là bảo kê cho Red. Đó lý do vì sao mà anh chàng này dám lên gọi là dám lên nhiều đam như vậy. Bởi vì anh em biết đây, bên team của Heavy ấy, họ có phải là dạng vừa đâu anh em. Rất là nhiều đam là khác. Rất là nhiều đam luôn, chạy luôn. Đấy, phải có Senia anh ạ. Phải có Senia mới để sống sót được, không là toang ngay. Cái câu hỏi vừa rồi có bạn hỏi cái là ở rank kim cương là nên chơi Murad hay là Eron với lại vị tướng gì đó ấy, hay là Vulcat ấy, thì TNG nghĩ rằng Murad tốt hơn. Nhưng mà các bạn có thể lựa chọn vị tướng như solo đường ấy, có thể là lựa chọn cái con kiểu Omen dễ dàng chơi này. Còn đi sườn ấy có thể lựa chọn kiểu dạng Vedet sẽ gánh team dễ dàng hơn nhá. Chúng ta chuyển sang câu hỏi khác nè. Lần đầu đặt câu hỏi mong S trả lời. Ok nè, em hay chơi Ryoma và vài con mạnh đầu như kiểu Nakdos. Ok, nhưng mà giờ team fit nhiều quá, chắc là cuối mùa mà, thì nên chơi tướng gì khác để dễ gánh hơn? Và nếu chơi thì mấy vị tướng này thì xử lý ra sao? Ok nhá. Em lựa chọn Nakdos để mà đối đầu với bọn fit mạng nhiều ấy thì chuẩn rồi đấy. Còn về phần Ryoma ấy sẽ khó chơi hơn một chút. Bởi vì Ryoma ở dạng đầu game ấy thì rất là dễ và anh em có thể làm chủ dễ dàng với khả năng đè đường từ cái nội tại và chiêu 2 cùng cách giữ vị trí với chiêu 1 rồi đúng không ạ? Còn về Nakdos ấy thì bay nhảy là chuẩn rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn đổi các vị tướng khác ấy thì có lựa chọn cho anh em luôn. Một pha khép góc hay quá. Ui sang chuẩn kìa anh em. Phê chưa ạ? Phê chưa ạ? Nhưng mà khả năng hồi phục của Helen cũng không phải là dạng vừa anh em ơi. Đam rất to ở Cavani luôn. Anh em cần biết là cái lượng sát thương đánh thời gian của Cavani nó thuộc dạng là vô đối. Thật là may mắn khi mà đã giữ lại con ma thần dành cho team của Sám Tôm. Chứ pha này mà mất ma thần là chắc chắn là toang rồi anh em ạ. Phải chạy luôn. Bởi vì cái tầm này mà không có Senia bay cho ấy thì Khoa rất là nguy hiểm. Phải lùi lại thôi. Đây, liên tục sử dụng chiêu 1 và chiêu 2 để mà chết bụi. Các bạn có thể học hỏi nhá. Cái câu hỏi của bạn vừa rồi ấy, nếu mà không thích đánh Ryoma ấy, có thể lựa chọn vị tướng an toàn hơn, ví dụ như là Zuka nè, rồi Zuka hoặc là Omen ấy. Thì Di thấy là nó đánh khá là ok chứ. Ok, có nội tại Khoa nè, nhảy 2k 3k hơn rồi nè. Phê chưa, phê chưa, phê chưa. Em có hai câu hỏi nè. Natalia em lên bảng ngọc 10% hồi chiêu được không? Được luôn. Còn lên cả đôi giày hồi chiêu được nữa là. VS em chơi phù hiệu ma tính thay vì đấu khí có ổn không Ed ơi? Em thấy dễ chơi hơn. Không cần đến mức độ đấy đâu. Bởi vì sao? Thứ nhất nha, con VS nó là đứng cận chiến luôn, tung chiêu và đánh thường kiểu ấy, kích hoạt cái đấu khí rất là nhanh. Và thứ hai là đấu khí cung cấp cho anh em lượng xuyên giáp rất là tuyệt vời. Ui chém đau chứ kìa. 3k2 ạ. Rất là nhiều người được hưởng lợi anh em ơi. Chuẩn bị tốc biến chơi luôn, chém này 3k4 luôn. Tuyệt vời chứ ạ. Tốc biến chém chưa một quá là chí mạng luôn. Bây giờ lại có thể tiếp tục khép góc nữa kìa. Quá là hay ho và thú vị đúng không nào. Lên rất là nhiều đam nhá. Nhưng mà bây giờ anh chàng này cảm giác là kiểu là bên team của Hiệp Vi ấy, họ rất là nhiều đam rồi. Bây giờ phải lên một cái đồ thủ thôi. Đó chỉ cái giáp hiệp sĩ anh chàng này lựa chọn. Và đổi luôn cho mình là đồ trợ thủ nhá. Đổi luôn đồ trợ thủ cho mình chuyển sang dạng thổ hệ đấy, như TNG vừa nói cho anh em đây. Đây, anh chàng này mà lên quả thuấn nhâm thạch ấy thì rất là tuyệt vời đúng không ạ? Hay quá, chém được Helen được kìa. Chém được Helen là cái chìa khóa để dẫn đến chiến thắng nha anh em nhá. Mặc dù là chiết bắn rất là đau nhưng mà chiết đã bị khép góc kìa. Zero tấn công rồi, bâng khép góc quá hay luôn anh em ơi. Đây, và một cái giao tranh quyết định anh em ơi. Giao tranh quyết định và giành chiến thắng dành cho Samantov. Ok, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì, đừng quên comment dưới video để trao đổi và tương tác với chàng game nhé. Và đó là Malok lên full dam ở trong giải đấu. Anh em có thể học hỏi và áp dụng một anh nhé.